Xin chào các bạn, lại là mình Việt Anh đây. Và mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn một sản phẩm nữa mà mình rất là yêu thích. Đó chính là sản phẩm sữa tắm G và H của Amway. Sữa tắm G và H Refresh này thành phần chiết xuất từ nha đam, hạt nho và trà xanh. Nha đam thì cung cấp giữ độ ẩm cho làn da, hạt nho giúp cung cấp vitamin E và tăng cường khả năng bảo vệ da gấp 20 lần. Còn hạt nho thì giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa với môi trường cho làn da khỏe mạnh hơn. Và hiện bây giờ thì Việt Anh sẽ làm một ví dụ minh họa nho nhỏ để so sánh tác dụng của sữa tắm hữu cơ G và H này với sữa tắm thông thường bên ngoài thị trường như thế nào nhé. Mình có sữa tắm G và H và một loại sữa tắm trên thị trường mà mình đã che đi thương hiệu. Hai cốc nước tượng trưng cho hai cơ thể con người và muối tượng trưng cho mồ hôi ở trên cơ thể chúng ta. Hai chiếc thìa này, chúng ta bắt đầu làm minh họa nhé. Mình có hai chiếc mát này tượng trưng cho hai cơ thể con người. Và khi cả ngày dài chúng ta đi làm việc ra ngoài môi trường nắng nóng hoặc ngồi điều hòa ấy, thì cơ thể chúng ta sẽ tiết ra mồ hôi. Đây là muối, muối hạt ấy, thì là mình sẽ tượng trưng cho mồ hôi của hai cơ thể này. Mình sẽ lấy muối hai cơ thể tương đương. Và khi trở về nhà thì là hai cơ thể này đều sử dụng sữa tắm để làm sạch cơ thể. Bên này sử dụng lượng sữa tắm bên ngoài tròn. Và bên này mình lấy lượng sữa tắm để tắm cơ thể. Bây giờ thì mình sẽ làm động tác kỳ cọ cho từng cơ thể một ạ. Để mọi người sẽ quan sát giúp cho mình ạ. Mình lấy sữa tắm này, nó hợp với lại muối trong cơ thể này. Nó sẽ mềm mại, tạo thành nước mềm mại. Còn sữa tắm này sau mình sẽ bắt đầu kỳ cọ cho cơ thể này cho sạch sẽ, đúng kiểu là tắm massage. Thì mọi người thấy có hiện tượng gì xảy ra? Và mình cảm giác là cái sữa tắm này nó hợp với muối, nó cũng lại nó không mềm mại cho lắm. Ok, trong thời gian massage thì mình sẽ đưa hai cơ thể này. Đây. Mình có hai cốc nước. Mình sẽ đưa hai cơ thể này đi tắm ha. Dừng. Đây là hai cơ thể. Bây giờ mình sẽ tắm cho hai cơ thể này. Cơ thể có đắp màu xanh này thì mình sử dụng sữa tắm ngoài thị trường. Thì mọi người có quan sát thấy không ạ? Ở dưới này có đọng lại cái lớp kết tủa, chính là nguyên nhân để cho cơ thể chúng ta mà khi tắm gây lên cái mụn lưng và bít tắc lỗ chân lông. Đó, đây ạ, cái kết tủa nhìn rất là rõ đấy ạ. Và nó không hòa quyện được với mồ hôi của chúng ta. Còn ở bên này thì sao? Khi một thời gian tắm giống nhau ạ, thì cái sữa tắm ở bên này nó đã hòa quyện 100% với mồ hôi, tức là với muối ạ. Hòa quyện 100% ạ. Ra thì sữa tắm này còn không chứa sunfat và không chứa glycosan. Và nó còn rất an toàn đối với người sử dụng nữa. Và để minh chứng cho cái thành phần rất là an toàn á, thì mình có giấy quỳ. Đây là quỳ tím ạ. Giấy quỳ này để chị sử dụng để phân biệt sự an toàn của sản phẩm ạ. Dùng hai giấy quỳ này để mình thử trên hai cái sữa tắm này để mọi người xem được là cái nào an toàn hơn ạ. Tắm ở ngoài thị trường thì giấy quỳ chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm. Còn ở bên giấy quỳ này là chỉ làm ướt giấy quỳ chứ giấy quỳ không hề đổi màu, vẫn giữ màu trung tính. Hai giấy quỳ này nói lên điều gì? Sữa tắm G và H rất là an toàn đối với người sử dụng, đã được kiểm nghiệm da liễu. Sữa tắm này là chứa kiềm, sử dụng về lâu về dài nó sẽ bóc tách cái lớp màng bảo vệ tự nhiên ở trên da của chúng ta, làm da của chúng ta sẽ ngày càng mỏng đi. Và khi ra ngoài nắng cái kiềm này sẽ chính là cái tác nhân để làm cho da của chúng ta hấp thụ cái tia UV nhiều hơn các cái sử dụng các loại sữa tắm an toàn khác. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn sử dụng ạ. Mình sẽ có một ít nước ạ. Mình lấy một chiếc bông tắm ạ. Mùi hương này rất là dễ chịu luôn. Cái khả năng làm sạch của bọt của sữa tắm này cũng rất là vượt trội. Mình có một chiếc bút bi ở đây. Chiếc bút bi để bằng dầu ạ. Mình sẽ làm bẩn cái một vết bút bi ở trên tay mình ạ. Và mình sẽ lấy cái bọt của sữa tắm này để làm sạch cái vết bút bi này để xem khả năng làm sạch của sữa tắm này như thế nào ạ. Chúng ta sẽ ngâm vào xà phòng lâu, xong rồi đi bóc rất lâu chỉ là chúng ta sẽ đến nơi rất là dừa, thì bây giờ trên áo là ở trên các cái bộ trang điểm, nhưng mà xem ăn hàng sẽ có sẵn này với bi dầu như thế nào.
Và sau một thời gian làm sạch ạ, mình sử dụng cái khăn này để lau đi ạ. Mọi người có thể quan sát thấy ạ, cái vết bút bi này hoàn toàn đã được làm sạch ạ. Wow. Khả năng làm sạch vượt trội như vậy thì các bạn có quan tâm đến cái giá của nó không ạ? Một chai sữa tắm thông thường ngoài thị trường như này thì có giá khoảng từ 45 đến 50 ngàn ạ, và chỉ dùng được 2 đến 3 tháng cho một người thôi ạ. Còn một chai sữa tắm này thì giá là 236 ngàn ạ, và một người sử dụng từ 6 đến 8 tháng ạ. Vậy chia ra một tháng là rẻ hơn chai sữa tắm này đấy ạ. Giá thành rất là hợp lý và sức mạnh làm sạch vượt trội cộng thêm với an toàn đối với người sử dụng. Gia đình Việt Anh đã lựa chọn sản phẩm sữa tắm GVH để bảo vệ sức khỏe và sử dụng trong gia đình ạ. Vậy còn bạn thì sao ạ?